Shop thanhkashi.com, shop thử vận may vòng quay Free Fire. Chỉ với 19k, anh em có thể có cơ hội nổ hũ lên đến 19.999 kim cương. Và đặc biệt ở trong shop có rất là nhiều nick Free Fire với đủ mệnh giá, tha hồ cho anh em lựa chọn. Anh em nhanh tay truy cập vào shop thanhkashi.com để thử vận may ngay thôi nào. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Mình là Thanhkashi, đẹp trai nhất Free Fire đây. Ok, thì đến với video ngày hôm nay sẽ là một video reaction Free Fire các bạn nhé. Và người ngày hôm nay mình reaction đó chính là LQTFF, em trai của Cooly các bạn nhá. Ok, thì trước khi vào video reaction ngày hôm nay, các bạn nhớ bấm cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực reaction và giúp đỡ thật là nhiều những bạn tài năng mới các bạn nhá. Còn link của LQTFF mình sẽ để dưới phần mô tả cho tất cả các bạn nhá. Qua xem video nhớ là bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ cho LQTFF các bạn nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào xem đoạn video highlight mới nhất của LQT có tên là cân 3 cân 4 danh thách đấu của LQT. Vô nào anh em, bấm cho LQT một like nào. Vô. Ồ, pha này đúng chất là 1 cân 4 này các bạn. Bên kia còn 4 người luôn, bên này chỉ còn một mình LQT luôn anh em. Đúng chất 1 cân 4 luôn anh em. Không cần có sự hỗ trợ của đồng đội luôn. Để xem nào, để xem LQT sẽ xử lý như nào đây. Cục 1 này. Cục 2 này. Hay 20 à? 20. Đồng đội đang lên quả kèo cho LQT 20k cân 4 hay sao anh em ạ? Cứu một rồi. Anh chưa nói gì nha. Anh chưa nói gì nha. Vãi cả chớ chứ, đồng đội vãi chớ chứ. Gà kèo người ta đến lúc người ta cân 3 rồi coi như chưa nói gì nha. Vãi chớ. Ồ hay nha. Còn một, còn một, còn một. Còn một. Làm gì đây? Ở đâu? Pha này ăn may à? Chắc là ăn may đấy anh em ạ. Ăn may. Anh em xem video vui vẻ nha. Ok. Rồi xong. Pha này lại tiếp tục 1v4 này anh em. Đấy. Của mình LQT luôn anh em. Đồng đội nốc hết rồi. Đây là LQT. Đây là LQT. Hay nha, xử lý rất hay nha. M500 headshot. Ơ đủ. Bắn 3 viên liên tục vào đầu ghê đấy. Đây là map lớn à? Nốc 2 này, nốc 3 ủ ghê đấy. Map lớn anh em ạ, đây là đoạn video map lớn này. Ướm đấy. Á đủ. Hay. Em trai Cooly LQT, hay. Hay đấy anh em ạ, LQT xử lý rất là hay luôn anh em. Khá là khét đấy. Hay. Ui, 15 máu. Ở đâu? Khét. Yay. Ở đâu? Ở đâu? Ado. Ado, gì đây? Đủ ghê vậy. Khét nha. One shot spot. Ado ghim đầu. Ồ. Gớm vậy sao? Á đù. Người đây anh em. Khoát đây. Khoát đây. Hay đây. Ê nha, kỹ năng cũng không khác gì là Cooly luôn anh em ạ. Bắn rất khét nha. Ừ.
kill. Uzi. Ui, ba thằng. Rồi. Ủa. Ở đâu? Video, video. Rồi xong anh em. À, đang bán video anh em ạ. Trời ơi, thanh niên này chơi game không để ý sang điện thoại rồi. Trời. Video ui. Thế là mất pha gần 4 anh em ạ. Rồi xong đấy, lần sau nhớ sạc pin vào nhá LQT ơi. Ui vậy kiếm 1500 khát vậy. Nãy giờ mình để ý là LQT cứ 1500 cứ một viên là vào đầu luôn các bạn ạ. Không còn dính máu vàng các bạn ơi. Cứ kéo một phát là vào đầu luôn. Ui kia vậy. Khá đấy. Hay nhá. Hay. Xử lý khá là khác đấy các bạn ạ. Ồ, mình thấy là LQT chủ yếu là dùng shotgun nhiều này. Chủ yếu dùng shotgun nhiều này. Sử một shotgun M1887. One shot là gớm đấy. M500. Mình thấy là nãy giờ mình để ý là LQT bắn M500 khá là khét đấy anh em ạ. Đó. Bắn một phát là vào đầu luôn các bạn ạ. Hay. Gì đây? Ơ đâu. Nhìn như game ấy nhỉ. Hơi ảo nhá, nhưng mà đoạn này mờ thế nhỉ. Đoạn này hơi mờ anh em ạ. Đoạn này highlight này hơi mờ. Đoạn này sao mờ nhỉ. Chất lượng của LQT thì nói chung là chất lượng video thì nó hơi mờ một chút. LQT như đang dùng iPhone 8 Plus thì phải các bạn. Cho nên là chất lượng nó không được nét. Mỗi đam à, 445 máu không chết rồi. Công nhận là kéo M500 ghê thật. One shot M500 là đỉnh đấy. Nhưng mà chất lượng của LQT mờ quá anh em ạ. Kỹ năng thì đẳng cấp nhưng mà còn cái chất lượng video thì nó mờ quá. Ui ảo đây. Rim à. Nhảy lên tận đỉnh đầu như này mà còn headshot được anh em. Ui vậy. Này. Đồ. Đó là highlight này hơi ảo nhá. Nhiều pha hơi ảo nhá. Triple kill. First blood. Ghê nha. À, quay chậm luôn à, ghê đấy. Đủ. Ê. Hình như pha này có gì đó sai thì phải các bạn ạ. Ê, đúng rồi. Hình như mình thấy là bắn vào bụng. Từ từ để mình tua chậm cái đoạn này nào. Pha này thấy bắn vào bụng hay gì mà đúng không? Một viên. Rồi xong. Mày xong rồi đấy. Mày tới công chuyện rồi đấy. Alo. Bắn đang gạt thằng kia máu vàng, ghim một phát vào bụng thằng này máu đỏ. Mày tới công chuyện rồi LQT ơi. Mày xong rồi. Rồi mày xong rồi. Mày xong rồi đấy. Đó đu. Anh em thấy không? Đúng chính xác là ghim vào bụng luôn. Chính xác là ghim vào bụng luôn. Rồi xong thằng LQT xong rồi. Mày chết. Ừ.
Đoạn highlight cái này khá là ảo đấy anh em ạ. Highlight này của LGT khá là ảo đấy, nhiều pha ảo phết đấy. Có lẽ nào chính là nó. Tua nhanh à. Hay, được đấy, đoạn highlight này chất lượng đấy anh em ạ. 10 điểm. À hết rồi. Đoạn highlight này có 8 phút thôi anh em ơi. Ok, nói chung là hết rồi, 8 phút rồi. Ok, thì cái đoạn video highlight của LQT cũng đã kết thúc rồi. Cho nên là cái đoạn reaction của mình đến đây cũng là kết thúc các bạn nha. Thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết đoạn video reaction này của mình nha. Nếu các bạn thấy video hay, nhớ để lại cho mình một like và một lượt đăng ký kênh để mình có động lực reaction và giúp đỡ thật là nhiều những bạn tài năng mới các bạn nha. Còn các bạn biết ai có tài năng, các bạn có thể là comment ở bên dưới phần bình luận để mình biết, mình reaction giúp đỡ những bạn đấy các bạn nha. Nhưng mà các bạn đấy là phải có kỹ năng cơ thì mình mới reaction các bạn nha. Ok, thì mình cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết đoạn video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào những video tiếp theo nha. Bye bye.